Ôi, nay đến nay thầy mà chua hả? Ôi, chi? Có bầu cái tháng rồi thầy mà chua vậy? Giờ lâu lâu thèm mà chua. Ừ, ơi. Ôi, cốc cốc không nghe. Cái bự ghê ra. Ngoài không? Ăn chứ, trời ơi, đồ dài đồ chua ai ai không thèm đâu mà không ăn trời. Không ăn, cho mà ăn hết luôn. Thì sao rồi kia, chua. Chua hả? Tưởng đâu là nó ăn cái không là đồ cho ăn mình chứ. Nghe thấy vô, mấy vỏ chưa? Trời ơi, đâu ăn thử chua không? Cách chua. Cốc này không chua đâu. Giờ sao giờ? Cái cốc bự này chắc nó không chua đâu. Người ta thấy. Thử cái chua không? Chua. Chua. Trời ơi, sao như đúng rồi, ăn đồ chua nó phải chua mới ngon chứ. Trời ơi, chảy nó miếng. Trời ơi, ngon. Quá trời quá đất. Trời. Chua mà nhăn mặt nhíu mày dữ vậy. Ăn đồ chua mà nhăn dữ vậy. Chua. Chua hả? Ê, nè. Cốc này nè, tôi muốn không chua đúng không? Anh chỉ cho làm cách là không có chua. Không. Nó giảm đi 60-70% độ chua luôn á. Cái cách mà mình á ăn cốc này nè, mình gọt cốc cho nó bớt độ chua. Bây giờ cưng gọt đi, gọt để ăn cách này đi, mà cưng phải gọt sâu vô một miếng nữa. Lấy cái da bào này bào đi, bào cho sâu vô một miếng nữa. Đó. Thì cô chú anh chị mình á ăn cốc mà nó hay bị chua nhiều quá thì cô chú anh chị mình á bào cho mất cái độ cái gì xanh ngoài nè, nó cái vỏ xanh ngoài á, tới rồi cái vỏ trắng đó, đó, thấy không? Là ăn không bao giờ nó bị chua nhiều đâu, nó giảm được 70-80% luôn á. Nó cứ gọt đi, gọt thử đi rồi chúng nó cứ ăn thử coi coi nó có khác như hơn như trái cốc này không. Nè, thì trái cốc này nè cô chú anh chị mình thấy không? Đó, cái phần trong này nè. Đó, nó trắng. Cô chú anh chị mình á gọt cho nó mất đi cái lằn xanh này. Nè, nghe chỗ cái móng tay của ảnh nè. Đó, cô chú gọt hết cái phần xanh này là mình ăn nó vị chua nó giảm đi 70-80% luôn, nó không có còn gì vị chua nữa. Mình ăn rất là giòn và ngon. Còn như dốc chạng nó gọt nha, cái này á thì nó xanh quá nên ăn mình ăn rất là chua. Rồi tôi gọt hết đi. Rồi tôi ăn thử rồi cái trái đó thử rồi. Không hết không rồi. Không, mình đâu có mình gọt cái vỏ ngoài mà nó tới cái lỗ trong mà. Cái này là cái vỏ ngoài nè, chứ không phải là cái cốc đâu. Gọt cho mất cái vị xanh này nè luôn. Ừ. Gọt cho nó hết cái xanh đó luôn, đúng rồi. Đó, rồi gọt cho nó thấy cái làn trắng đó. Đâu có bị mất bao nhiêu phần nào đâu. Tại cái cốc bự á là cái vỏ nó dày lắm nên mình gọt mỏng á là mình ăn nó chua. Rồi, thấy hết chưa? Đó. Bây giờ tôi cầm cân chấm coi. Tôi ăn thử coi cái chua không? Bảo đảm cân luôn, không có bây giờ chua đâu. Nó giòn thôi. Nó loại nó ngọt nữa. Ngọt. Ừ, nó không có chua đâu tại mình đã bào bìa nó đi cái phần xanh chỗ này rồi. Đây nè, hai trái nó khác nhau nè cô chú anh chị. Đây. Cái trái cái cảnh á thì cái màu xanh kia nè, đó. Nhấp chạng nãy gọt nè. Còn ở trái mới kia giúp bạn gọt lại á là cái màu trắng nên á mình ăn nó không có vị chua. Đúng không? Đúng rồi. Mình bán bào mất cái lớp xanh này ra, lớp xanh là cái lớp vỏ. Cái ống là gà rồi. Ừ. Cái vỏ mà sao nó chua rồi cái vỏ xanh này. Ừ, nên cưng gọt quả mất cái vỏ xanh đi là cưng ăn không bao giờ nó bị chua. Nó giòn nữa. Đúng không? Ừ. Ai mà ăn mà cốc mà mình để về, nếu mà cưng thích ăn có vị chua nhiều thì cưng gọt mỏng ở ngoài. Còn nếu mà kho muốn ăn cho nó giòn và ngon, vị chua giảm đi, mình gọt vô tới cái phần này nó phần trắng đó là mình ăn không bao giờ nó bị chua đâu. Có lạ. Ừ, đâu chua đúng không? Nghe nó chỉ giòn thôi, tại vì mình cà bào đi rồi mất cái gì vỏ rồi. Tại vì mấy cái cốc bự này nè cái vỏ nó dày lắm cô chú anh chị, chứ không ơi đó nè cô chú chị xem nè. Ừ, cái vỏ nó dày lắm. Ừ, còn non mà, tại nó cái loại nó bự thôi, nó cái vỏ nó dày lắm nên cô chú anh chị mình gọt sâu vô một tí xíu cho nó tới cái phần trắng như vậy là của chú anh chị mình ăn nó có vị giòn và ngon thôi, chứ nó không có chua nhiều nha cô chú anh chị. Nó giảm đi được 70-80% vị chua luôn. Đó. Thôi cảnh sẽ kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có xem kênh cảnh á, có mến kênh cảnh á thì cho cảnh xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho cảnh nha, để cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều video hơn và làm nhiều mẹo hay hơn cho cô chú anh chị mình cùng xem. Thôi, cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha.